và công suất đạt tới là 300W, công suất RMS đó, mà nó nhỏ với cái chiếc loa chỉ có 2,5 tấc, mà nghe cái âm thanh như vậy thì mình đoán rằng có lẽ là cụ bát là cụ từ nó sẽ là rất là lớn, và cũng như cái cuộn Vicon nó của nó sẽ rất là lớn, nhưng mà không biết được đâu, mình chỉ đoán hên xui vậy thôi, thì mình tháo nó mới biết được. Xin chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì ở clip trước mọi người thì mình đã có làm một cái clip khui ruột cái chiếc loa Bose DM8S ra rồi. Thì hôm nay thì mình cũng có xíu thời gian một chút, mình tranh thủ mình làm một clip là để khui ruột cái chiếc loa sub DM10S này ra, để xem là cái cấu trúc thiết kế của nó bên trong nó như thế nào. Thì thực chất thì về cái dòng sub DM10S này, từ bữa tới giờ thì bên mình lắp cũng khá khá là nhiều cho những căn hộ, và được khách hàng đánh giá cũng khá là ok. Và góp nhặt lại qua những cái lời khách hàng đánh giá thì hôm nay thì mình mới dám là chém gió một xíu mọi người. Thực chất là mình phải có được cái sự mà đóng góp của khách hàng, sự chân thành của khách hàng đánh đóng góp, thì khi đó thì mình mới có thêm một tí nỗ lực để mình chém tiếp. Với một cái chiếc thiết kế súp rất là nhỏ gọn của cái mạ bô này á mọi người, thì mình rất là nệ. Khi mà mình mang về mình test á thì mình thấy cái chất âm của nó khá là hay, và nó nhỏ và gọn như thế này mà nó đạt công suất lên tới là 300W công suất RMS. Và ngoài ra nữa, công suất 300W thì thực chất mình nghe nó rất là lực luôn mọi người, rất là dày, và cái âm nó cho ra rất là sâu và rất là mềm, chứ không có như một số dòng súp khác to cồng kềnh này kia, nhưng mà lại khi mà nghe lại cảm giác cái áp lực và cũng như cái độ sâu lại không có đạt được như cái dòng DM10S này. Cho nên là mình đánh giá về cái mạ DM10S này, mình đánh giá khá khá là cao. Thực chất ở đây là cái khi mình nghe, mình trải nghiệm thử, mình cảm nhận thử, thì để mình so sánh với những cái dòng súp mà bên mình cũng đang có bán đó, nhưng mà thực chất thì không có đạt được với cái chất âm của nó so với cái dòng súp này đó. Thì nói chung là cái gì nó tiền nào của đó cả. Thì chiếc súp này giá đâu đó cũng xấp xỉ khoảng tầm 20 triệu một chiếc súp như thế này đó. Thì với chiếc súp như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng trong những không gian khoảng tầm 20 mét vuông gì đó, gia đình chúng ta nghe nó có rất là rõ và rất là tạo cái chiều sâu, nó không có bị mờ hay là bị đuối tiếng đâu mọi người, đánh rất là áp lực luôn đó. Thì lát nữa mình sẽ khui ra để biết được tại sao mà lại một chiếc súp nó nhỏ như thế này mà lại công suất là đạt 300W mà đánh là áp lực như vậy đó. Ok, thì mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ khui ra để chúng ta cùng xem cái cấu trúc của cái cụ loa và cũng như cấu trúc của cái chiếc thùng, để xem là tại sao mà nó nhỏ mà lại đánh lại như vậy mọi người ha. Cái này ấy, mọi người, thì cái mặt lưới á thì ở phần trên và phần dưới thì sẽ đều được đính ba con vít như thế này đó, để mà cố định. Và khi tháo ra rồi ấy mọi người, nó rất là cứng luôn mọi người đó. Bây giờ mình biết làm sao để tháo ra đây, nó không có bị rơ rung ra một chút nào hết, bởi vì nó sử dụng một cái ngàm nó nhét vào rất là cứng luôn. Thì bây giờ mình khui mình cũng rất là sợ nó bị xước đó. Một chiếc súp giá trị đâu đó 20 triệu mà bị một vết xước thôi thì nó cũng giảm giá trị rất là nhiều. Mà thôi, xác định tháo ra rồi thì chấp nhận là sẽ có cái giá tốt hơn cho những cái dòng những cái thiết bị mà những cái món đồ mà đã tháo đã khui ra rồi. Thực chất là rất là xót là mọi người ạ, nhưng mà cũng phải khui ra, cũng phải chấp nhận tháo ra để mà chúng ta được xem một cái thiết kế bên trong của nó. Cố gắng làm sao mà không có để lại được vết xước. Cái khung sắt nó làm rất là cứng. Mọi người, mình vặn lại từng tí ra. Đấy. Ốc tuy tháo ra rồi nhưng mà cái lưới đang bám rất là chặt, lại từng xíu xíu một, tháo đúng cách chứ không nó sẽ bị xước mọi người ạ. Rồi qua bên này lại cứ bền xíu vậy thôi. Giống cái này giống kiểu họ làm á, cụ loa của họ quá là bền đó, cho nên là họ nghĩ rằng chắc chắn là sẽ không bao giờ phải tháo ra để đi sửa đâu, cho nên là cái lưới họ làm rất là cứng.
phải có cách để tháo, chứ không thì nó sẽ bị xước. Rồi, ok, đã rồi. Tháo rồi mọi người ha. Biết đây này là vàng mấy k đâu biết. Cái này là cái rắc đỡ của cái phần cái logo mọi người. Thì cái dòng D thiết kế cái form của DM8S và DM10S thì cái form cũng y hệt nhau, và lưới này kia cũng cấu trúc cũng giống như nhau, thì cũng được mặt sau của nó cũng được thiết kế một cái lớp nị như thế này để mà chống bụi bặm này kia vào bằng lon đó. Và phần mặt lưới của nó cũng y hệt như dòng mặt lưới của DM8S. Nó khác biệt ở chỗ thì dòng này nó lớn hơn thôi mọi người ha. Thì đây mình bỏ ở đây. Đó, một chiếc súp có đường kính chỉ có 2 tấc rưỡi thôi mọi người ha. Mà ngược mà lại âm thanh nó cho ra là mình không thể ngờ được về cái áp lực và cũng như là cái chất âm của nó. Đây là cái mặt trước của cái cụ loa. Đó, loa thì sử dụng bằng nhún bằng chất liệu cao su, rất là cứng luôn mọi người này. Đó, cứng ngắc luôn cái màng, cái cụ loa màng nó cứng ngắc luôn. Và phần trong của nó, phần màng loa bên trong thì cũng được sử dụng bằng chất liệu bằng giấy thông thường như một số các cái dòng loa khác. Đó, về cái tính chất của cụ loa bô mọi người, thì những quý vị nào chúng ta đã xem đã đang sử dụng thì chúng ta sẽ thấy được là cái độ bền của cụ loa của họ làm rất là hay. Không biết họ làm như thế nào mà loa của họ làm rất là bền. Đó, có những dòng loa bảo hành cụ loa mọi người, bảo hành cụ loa lên tới là 5 năm lận. Đó là biết được là cái hạng bô người ta thiết kế cụ loa và cái độ bền của loa đến mức độ như thế nào. Thông thường thì rất ít hạng dám là bảo hành cụ loa mà lên tới 5 năm giống như bô đâu mọi người. Đó, cho nên là bây giờ thì mình sẽ khui bên trong ra để mọi người chúng ta cùng xem cái cụ loa của nó bên trong nó hầm hố hay không. Này, ốc này thì đi đều là sử dụng ốc sao hết mọi người ha. Thùng của DM8S á thì là thùng được sử dụng bằng thùng gỗ mọi người ha, nhưng mà của DM10S thì sử dụng bằng thùng gỗ, bởi vì dù gì cũng là loa súp cho nên là nhà hàng cố tình thiết kế thùng gỗ để cho nó tạo được cái âm bass nó sâu và nó lực hơn mọi người ạ. Ai xin cái cụ bass. Mình đoán được rằng là có lẽ 500 nó sẽ lớn lắm mọi người ạ. Tại vì là mình nghe qua đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ nha. Tại vì mình nghe mình thấy nó rất là lực, rất là mạnh. Và công suất đạt tới là 300W, công suất RMS. Đó, mà nó nhỏ với cái chiếc loa chỉ có 2 tấc rưỡi. Mà nghe cái âm thanh như vậy thì mình đoán rằng có lẽ là cụ bass là cụ từ nó sẽ là rất là lớn. Và cũng như cái cuộn Vicon nó của nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà không biết được đâu, mình đoán hên xui vậy thôi. Thì mình tháo nó mới biết được. Ui, ui, ui. Ngoài sự mong đợi, ngoài cái sự mình đoán. Thực chất thì chúng ta thấy này, cụ bass rất là nhỏ, loa có đường kính là 2 tấc rưỡi nhưng mà cụ bass thì đâu đó khoảng tầm 12. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta phải băn khoăn cái vấn đề này. Tại sao một chiếc loa nó nhỏ à, nó. Thì mình tháo cái jack ra đã. Cứng vậy. Này bóp có một cái nút bóp vào. Đấy. Đấy. Rồi.
Thì xung quanh khung của loa thì hôm bữa mình đã có nói rồi, thì đặc biệt cái khung loa của Labo thì rất ít được làm bằng hợp kim gang này kia như một số dòng loa full khác, nhưng mà đặc biệt của cụ loa của Bo thì hầu như được sử dụng bằng bằng khung thép mọi người ha, nó rất là cứng. Rất cụ Labo rất ít loa sử dụng bằng khung gang đó, hình như mình hầu như là mình chưa thấy đó. Thì không biết là mọi người chúng ta tháo nhiều 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 mạ rồi thì không biết chúng ta đã gặp được là dòng nào mà sử dụng bằng khung gang chưa. Hầu hầu như mình thấy khi mình tháo ra thì mình thấy là hầu đều sử dụng bằng khung thép như thế này đó, rất là cứng luôn mọi người ha. Về cái khung loa thì chúng ta khỏi cần phải bàn bàn chuyện bàn tới đi. Rồi về cái cụ loa, tại sao một cái chiếc loa có công suất nó lớn như vậy, nghe nó lực và nó mạnh như vậy, mà tại sao cái cụ từ của nó lại bé xíu như vậy? Và đây là từ Philips mọi người ha. Rồi thông thường thì sẽ từ một lớp, nhưng mà cái này là từ hai lớp mọi người thấy này. Chiều dày của từ á, đâu đó cũng tầm là khoảng tầm 6 phân, đó là cái độ dày của từ, vì đây là từ hai lớp nên nó rất là dày, nên thành ra thì cái đường kính chiều rộng của từ nó sẽ nhỏ lại đó. Đây là cái thiết kế của nhà hãng, họ cố tình làm như vậy thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm đó. Chúng ta thấy từ rất là dày đó, thì thành ra cái đường kính bề ngang của nó thì chắc chắn nó sẽ phải nhỏ lại. Rồi về cụ loa thì cũng đều có serial number đầy đủ. Mọi người chúng ta thấy là Bo, ngày sản xuất của cụ loa này đâu đó là ngày ngày 9 tháng 6 năm 2021. Serial number đầy đủ, made in của China, nó ghi thẳng mặt luôn, nó chẳng phải sợ gì hết. Nhà máy đặt ở đâu thì nó ghi ở đó, chứ nó cũng không cần phải như thế nào. Nó không quan trọng vấn đề, chúng ta không cần quan trọng vấn đề là China hay đâu hết ạ. Quan trọng bây giờ hầu như là nhà máy sẽ đặt ở China là phần lớn rồi đó. Những cái dòng loa chúng ta xách tay ở bên Mỹ về cũng made in của China đó, nhất là cái phần thiết kế của cụ loa mọi người ha. Đó, và cái cuộn voi côn của nó thì đường kính là 60 đâu đó, mà 60 mọi người ha. Thì Bo rất ít khi nó để cái đường kính cái cuộn voi côn đó, thì hầu như chúng ta phải tháo ra để chúng ta xem thôi. Còn những cái dòng loa hạng đó, nó là không quan tâm tới cái vấn đề đường kính cuộn voi côn lớn hay nhỏ, hoặc là cụ từ lớn hay nhỏ đâu. Đó, những cái dòng loa chính hãng nó chạm vào nó cần thiết để cái thông số của cụ từ và cũng như là voi côn bao nhiêu đâu. Quan trọng là cái mà chúng ta nghe được cái chất âm của nó, cái áp lực của nó trong khi chúng ta nghe thực tế được, thì đó mới là cái chúng ta cần quan trọng. Còn có rất nhiều loa Trung Quốc, nó xin lỗi mọi người, loa có 2 tấc rưỡi thôi, quốc một cái khắc cuộn, cái cuộn quốc một phát cái cụ từ nó to gần bằng mặt luôn. Loa 2 tấc rưỡi mà trong đó lại từ lại là lên 22 lực mà. Đó, cho nên là chúng ta thấy được rằng là chúng ta đừng quan tâm nhiều tới cái vấn đề là cụ từ, mà đây là chất liệu của cụ từ, đó mà là vấn đề quan trọng. Từ chất liệu của nó như thế nào, từ nó có mạnh hay không, và cái khả năng chịu áp lực, thời gian sử dụng dài nó có bị nóng hay không, rồi cái khả năng chịu nhiệt của nó như thế nào, rồi cái tính chất của nó như thế nào, thì đó mới là cái vấn đề quan trọng. Còn mà người thích mà muốn loa cụ từ cho to, xin lỗi với mọi người, chứ loa Trung Quốc cụ từ nó to chỉnh inch luôn mọi người ạ. Cho nên chúng ta đừng quan tâm nhiều đấy. Thực chất khi mà chúng ta mua loa bằng và bằng cách chúng ta xem cái thông số và cũng như là cái nguồn gốc xuất xứ, serial number đầy đủ và cái tính chất và cũng như chất âm, chúng ta nghe chúng ta trải nghiệm, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái đó thôi. Còn cái vấn đề mà cụ bát to hay là cụ tử to hay là cuộn voi côn to, chúng ta đừng quan tâm tới. Mình nói đó là cái chia sẻ góp ý nho nhỏ của mình với mọi người như vậy. Thực chất mình đi mình cũng vậy, nếu mình đi mua loa mình chẳng quan tâm đến cái đó, vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho mình cả. Đó, tại vì những cái dòng loa rất là mắc tiền, có những gặp loa tất cả 100 triệu, nhưng mà tháo ra thì cái cụ từ nhìn nó cũng đơn 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 giản thôi, cuộn voi côn cũng đâu đó còn tầm 60 65 gì đó thôi, đâu có to đâu. Đó, vấn đề to hay nhỏ đó mình ta không quan trọng đó. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đặt nó qua một bên, và đây là cái thiết kế phần bên trong của cụ loa, của cái thùng loa. Thì đây là cái lỗ thông hơi mọi người ha. Lỗ thông hơi nó không phải là từ đây đi thẳng vào phía trong này là hết, mà là nó đi vào trong này rồi nó sẽ gấp một cái chữ L đi vô đây, đi vào tới đây, và nó sẽ lấy hơi từ đây, từ nằm ở phần giữa thùng loa đó. Nó là theo cái hình hình cái chữ L đó, mọi người đó. Đấy, cái lỗ thông hơi nó cũng rất rất là loằng ngoằng.
Thành ra thì cái cấu trúc và của cái thùng loa á, nó rất là quan trọng. Mình dám nói với mọi người rằng cùng một cụ loa bô như thế này, nhưng bây giờ về chúng ta đặt đóng một cái thùng mà chúng ta cho nó vào, thì mình dám đảm bảo với mọi người rằng nó sẽ không bao giờ có được một chất âm giống như thùng của hãng. Đó là mình dám khẳng định với mọi người. Đó là cái sự khác biệt, cái tính toán của họ như thế nào, từ cái kích thước này, rồi là từ cái cấu trúc chất liệu gỗ này kia, người ta tính toán ra được là khi cụ loa này cho vào thì nó sẽ kết hợp, nó sẽ cộng hưởng, nó sẽ cho ra cái âm thanh như thế nào, chứ không phải là chúng ta lấy một cái cụ loa xịn sò của hãng về là chúng ta nhét vào một cái thùng của chúng ta tự đóng, hoặc là một cái thùng Trung Quốc này kia chúng ta tự tự đóng này kia đâu. Đó thì âm thanh của chúng ta không bao giờ đạt được giống như khi chúng ta đặt vào cái thùng của hãng đâu. Cho nên cái cấu trúc cái thùng rất là quan trọng mọi người ạ. Đó. Khi mấy clip trước mình có tháo súp của Neso mọi người, thì mình thấy cái thiết kế của cái thùng loa của họ cũng rất là đặc biệt mọi người. Có thể rằng là nếu chúng ta mua một cái thùng loa xịn về, một thùng loa của ví dụ chúng ta muốn chất âm giống Neso đúng không? Chúng ta mua một cái thùng thùng loa của Neso về, rồi chúng ta đo đạc kích thước này kia, rồi chúng ta đóng y hệt như vậy đi để xem là nó có giống được như chất âm của thùng của hãng đóng hay không, thì cái này thì chúng ta phải thử mọi người ha, mình không dám chắc. Đó thì và đây là cái cuộn cảm, à đây là cái cuộn biến biến dòng mọi người ha. Thì cái này loa này chúng ta cũng có thể đánh vôn và đánh ôm được, cho nên là nhà hãng cũng có thiết kế một cái cuộn biến dòng ở đây để cho sử dụng khi chúng ta sử dụng chuyển qua đánh vôn, thì là cái thằng này nó sẽ hoạt động. Đó, còn thông thường thì loa súp thì câu trực tiếp chỉ rất ít khi mà có cuộn cạm hay là cuộn cuộn biến dòng gì cả. Đó. Rồi, thì clip thì mình sẽ làm tóm tắt vậy thôi. Còn dòng loa này thì ở clip trước thì mình cũng đã có test về chất âm của loa súp và cũng test về chất âm của loa full DM8S rồi, và cũng lắp cho khá khá nhiều căn hộ rồi, và cũng được khách hàng đánh giá cũng rất là ok, cho nên là hôm nay mình mới dám tự tin để nói ra thêm đôi điều như vậy. Và cũng hôm nay mình cũng khui ra để mọi người chúng ta được xem cái cấu trúc thiết kế những cái dòng loa chính hãng nó như thế nào. Đó, và cũng chia sẻ đôi chút về khi chúng ta đi mua loa, chúng ta lựa chọn loa đó, để chúng ta nắm thêm một xíu để chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cặp loa làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta, tránh những vấn đề hàng giả này kia mọi người ha. Bởi vì thì giờ thị trường hàng giả cũng khá là nhiều, nếu chúng ta không có nắm bắt, không biết thì chúng ta sẽ rất dễ bị vấp này kia. Thì clip thì mình sẽ dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ha. Bye.